chào tất cả quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn có mặt tại đây. Lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Sau đây, Châu Tiên xin trình bày một ca khúc của nhạc sĩ Lê Xuân Trường được mang tên Chỉ Riêng Mình Ta. Và ca khúc này Tiên xin cùng trình bày với vũ đoàn Top. Xin mời cả vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn.